bạn đang muộn phiền vì hàng tháng phải trả quá nhiều lãi cho thẻ tín dụng. Chớ có lo, vì đã có thẻ tín dụng nội địa iZero của Vietinbank, miễn lãi trọn đời. Lần đầu tiên ra mắt ở Việt Nam, thẻ tín dụng nội địa iZero miễn lãi cho mọi hình thức chi tiêu trong suốt thời hạn được cấp hạn mức tín dụng thẻ. Ngoài ra, chủ thẻ iZero còn được tận hưởng ưu đãi trả góp tại hàng trăm đối tác lớn trên toàn quốc và tham gia các chương trình khuyến mãi của Vietinbank, cùng với tính năng vượt trội về bảo mật thẻ thông qua việc cấp và kiểm soát OTP cho mỗi giao dịch thanh toán. Truy cập website vietinbank.vn, fanpage chính thức của Vietinbank hoặc gọi hotline 1900 55 8868 để tham khảo thông tin chi tiết về chương trình. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.